Bây giờ xin mời bà con mình nghe bài viết của Phan Nhật Bắc, Còn Những Đau Thương. Năm Mậu Thân được về phép từ trường thiếu sinh quân, tôi không ăn Tết với bạn bè tại Sài Gòn, bắt xe Vũng Tàu về đến ngã ba, đón xe về Phan Thiết cho nhanh với bộ đồ thường phục. Tôi quắt ba lô nhảy xuống, đứng bên vệ đường, xe nào cũng đón kể cả các xe nhà binh. Nếu đón được xe quân sự, tôi đỡ tốn tiền. Lúc này, nơi rừng lá, Việt Cộng cũng thường xuất hiện, đi xe quân sự rất mạo hiểm. Nhưng không có cách nào khác nếu muốn đi về nhanh. Đi xe đò họ cứ dừng hoài đón khách dọc đường. Nhiều lúc đến chiều, mặt trời gần tắt nắng, tôi mới về đến nhà. Năm 1968, tôi đã xa nhà vài năm, rồi trưởng thành hơn và có ria mép lúng phúng. Giọng nói đã bảy tiếng, tóc húi cua trùi lủi đen thui vì hơi biển và cái nắng cháy da của Vũng Tàu. Từ xa, một đoàn xe quân vẫn chạy đến vụt qua mặt tôi. Mấy anh lớp lớn mặc thường phục, họ về Nha Trang, vẫy tay nhưng không xe nào ngừng. Thì một chiếc xe đò đi Phan Thiết dừng lại. Ê nhóc, mày đi đâu? Ông lơ xe đò cỡ tuổi tôi hỏi. Ê, về Phan Thiết bao nhiêu? 60, mày lẻ lên, vô ngồi giữa mấy bà bên trong hay theo tao lên môi. Tao thấy tướng mày bảnh hàng ngang, có ngày không? Ông lơ xe bằng tuổi tôi hỏi liên tục, tôi bực mình. Tôi đáp cọc lóc, đủ sức chơi nếu ai thích. Trời, ngon mày, bọn mày à, lính nhí hả? Tao thấy mày đứng đón xe là biết thiếu sinh quân ngay, tao thích lắm. Nhưng nhà tao không ai đi lính nên vô phương giàu đó. Nghe ông lơ xe nói tôi thấy thương ông, cỡ tuổi tôi mà rong ruổi làm lơ xe. Trên con đường đầy những bất trắc này, súng đạn bom mìn, hai phía không tha một ai. Tôi đã thấy những chiếc xe đò bị mìn và tài xế lơ xe hành khách chết trên khúc đường, nơi khúc rừng lá vào bình tuy. Leo lên cái môi xe đầy hàng hóa, tôi lựa chỗ chui vào tấm bạt để tránh nắng. Ông lơ thì ngồi trơ vơ giữa trời, khuôn mặt khắc khổ đen như lọ nồi. Cái áo rách buông bạc màu. Chạnh lòng, tôi mở ba lô lấy cái áo còn mới đưa ra. Cái áo này là của mẹ thằng Phúc, bạn cùng trường cho. Mày cầm cái này mặc Tết. À, thiệt hả? Chú cho, tao đến giờ này chưa mua được bộ đồ Tết, hay chuyến nào mới đủ tiền. Tuổi thơ bắt chuyện dễ dàng, ông lơ xe cầm cái áo đưa lên mũi ngửi rồi nói. Ê, nó thơm mùi lông não ha. Mày ngồi đây, đến khúc ngã ba Bình Tuy, tao mua bánh mì cho mày ăn. Thôi, mày nghèo chết đi, tiền để dành tao có tiền. Lớn tao đi nhảy dù. Ông lơ nhìn tôi nói, mày thích nhảy dù. Tao khoái mặc đồ dù, tao về cô con bé hàng xóm. Tráng đi, vài năm nữa đang lính dù đồ cô gái. Nhìn ông, tôi nhớ bạn bè trong trường ai cũng khoái lính dù. Riêng tôi thì tôi đã chọn cho mình một hướng đi. Một là học đến nơi đến chốn, hết lớp 12 lên đại học, chính phủ nuôi. Hay là xong lớp 11, tìm ngành nào đó chọn vào, có thể quân y vì bác sĩ Tùng gốc thiếu sinh quân, đang nắm trường quân y. Tôi xin vào dễ dàng nếu xong lớp 11 vì sĩ quan trợ y học một năm ra trường, thêm mấy tuần bổ túc hành chính quân y và căn bản quân sự là xong, chọn đơn vị, rồi phụ giúp gia đình nếu được. Đang băn khoăn suy nghĩ thì xe đến ngã ba Bình Tuy, ngừng cho khách xuống và đón thêm khách về Phan Thiết. Tôi nhảy xuống mua mấy ổ bánh mì, đưa ông lơ một ổ, bánh mì không thịt, số còn lại tôi đem về cho ông già và đứa em. Tôi có chỗ ngồi trong xe, ông lơ thì bu phía sau, nhai bánh mì, nhìn tôi cười nháy mắt, vì tôi đang ngồi với một con nhỏ, cỡ tuổi tôi, đi với người chị. Tôi mới 14 tuổi thôi, nhưng cặp đùi nó nóng hổi truyền qua lớp vải Mỹ A sang đùi tôi. Nóng như lò lửa, tôi cứ cục cửa không ngồi yên được, nó cứ cả mỗi khi xe thắng gấp hay lên dốc, làm tôi cứ thở dốc như cá thiếu nước, thì nó nói, sao ông cục cửa hoài vậy, bộ kiến cắn hả? Ông lơ láo táo chọt miệng vào, mày cắn chứ kiến nào cắn? Bà chị con nhỏ nghe nói bèn đổi chỗ nhưng nó nói, kệ đi, em ngồi đây, ai khó chịu thì ráng chịu. Bây giờ tôi mới tập trung tư tưởng chịu đựng, nghĩ đến chuyện khác, đến bến xe Phan Thiết, chia tay ông lơ xe. Ông bắt tay tôi như một người lớn nói,
Ăn Tết vui nha, khi nào giàu lại gặp xe tao nhớ nha, ra bến xe, tao cho đi chùa, không trả tiền, tao nói mày em bà con nha, nhớ nha. Con nhỏ cũng xuống xe, nó nhìn tôi, nhưng tôi khoác ba lô lên vai, nhìn thẳng đi luôn thì nó hỏi, đằng ấy tên gì? Rồi hấy một cái, tôi đi luôn. Về đến nhà chiều 29 Tết, cả nhà đang bận rộn đón xuân, nhưng năm nay các hung thần không về. Mấy ông anh của tôi ăn Tết bên vợ, vắng mấy ông cũng buồn, nhớ mấy trận đòn đầu xuân của năm nào làm đít tôi nhổm lên như điện giật. Ba tôi thì không thắc mắc khi thấy năm nay tôi về ăn Tết. Ông nhiều con quá, ít khi để ý đến. Chỉ có ông con duy nhất của bà Dung, mẹ tôi, người vợ thứ hai thì được để tâm đến mà thôi. Con về mấy ngày? Dạ một tuần. Trả lời xong, tôi thay đồ. Đi ra con sông mương máng, nhảy ầm xuống, lội một thoáng đến giữa cồn cỏ, nơi có vài ngôi nhà của dân đánh cá, rồi ngồi trên voi đất, tưởng nhớ thuở xưa, khúc sông này tôi và bạn bè nô đùa, giờ thì tản mát hết. Đám con gái bây giờ cũng biết e thẹn, chúng lo buông gánh bán bưng, gặp tôi cũng chỉ biết cười. Cô con gái ông thợ mộc tên Lụa, bây giờ trông nó ngộ ghê, chúng tôi học chung lớp nhất. Có một vài đứa con gái ngồi đầu bàn, còn lại là đám tiểu yêu quậy phá con trai. Nhưng bây giờ tôi không còn gặp nữa, trừ những thằng cùng xóm. Đêm giao thừa, khi tiếng pháo vừa nổ thì tiếng súng Việt Cộng tấn công vào thị xã Phan Thiết. Ông già tôi lật đật chia hai gia đình, một chạy lên Đại Nẵm, một chạy qua phố. Giữa đường Việt Cộng đã vào cách tiểu khu, một khúc đường cầu Mỹ bị đốt cháy. Lính tiểu khu bắn ngược về dân không cho chạy xuống, sợ Việt Cộng trà trộn. Hai cha con lộng về nhà thì đạn từ máy bay bắn xuống như bò rống. Pháo trên phi trường bắn xuống nổ chát chúa. Lần đầu tiên tôi và ông già ăn đạn pháo và đạn đại liên từ máy bay. Ba tôi bình tĩnh vì ông đã từng đụng trận. Còn tôi thì không sợ, tỉnh bơ chịu đựng, cho đến gần sáng vượt sông qua Đức Nghĩa. Dân ấp này cũng chạy hết, nên bến sông vắng hoe, những con thuyền biến mất. Gần cái dinh ông, một cái đầu lân và ông Địa không biết của ai chạy bỏ lại ven vệ đường. Ông Địa mặt rách nát, dính đầy máu, bên cạnh cái quạt bằng mo cao. Việt Cộng tấn công hai lần vào Phan Thiết năm Mậu Thân, lính dù về thành phố, đường xá vắng tanh, một cái Tết thật thê lương. Sáng ra xác người Mỹ to con nằm ngay giữa đường gần ti cảnh sát tư pháp và một vài xác người dân, trong đó có xác cô bé tôi ngồi chung trên chiếc xe mấy hôm trước từ Bình Tuy, chết vì lạc đạn. Không biết thân nhân cô bé này ở đâu, vậy chứ dân Đức Thắng họ vẫn ăn Tết bình thường, giúp đỡ và chia sớt lương thực cho dân Phú Trinh, chạy về đây lánh nạn. Ngày mùng 3 Tết tôi về lại nhà mình thì căn nhà bị hứng trọn trái bom, biến mất, chỉ còn một cái hố sâu. Trái bom này thả vào ngôi nhà bà bác sĩ to lớn, nơi Việt Cộng đóng làm bộ chỉ huy. Cách nhà tôi 20 mét, nhưng lại trật lọt vào nhà tôi lãnh đủ. Tôi tần ngần nhìn ngôi nhà mình lớn lên không còn nữa. Tôi moi móc tìm lại những mảnh vỡ của cái bàn học và mớ sách truyện cháy nám và cái bằng tiểu học rách nát. Nhưng tấm hình tôi còn nguyên vẹn. Tôi bỗng bật khóc thì sau lưng tiếng con gái vang lên. Nhà tao cũng nát bấy rồi Bách ơi. Lụa, con gái ông thợ mộc đứng sau lưng tôi từ bao giờ. Nó từ con sông. Gió từ con sông thổi về, cả hai chúng tôi đứng im. Tuổi trẻ bắt đầu chịu đựng những tàn phá của chiến tranh không ai tránh được. Chúng tôi, hai đứa bạn cùng lớp, đi trên con đường đầy mảnh bom về lại nơi an toàn. Những cành mai, cành hoa trồng với xác pháo đêm giao thừa vương vãi, xác Việt Cộng, xác thú vật, xác con trâu chết nằm đè lên xác ông Mười Què, người chuyên đập đầu bò đầu trâu, nằm bẹp bên dưới, không ai màng đến. Xóm tôi biến mất sau trận bom. Ba tôi về căn nhà bây giờ là hố bom to tướng. Ông thắp ba cây nhang, cắm trước đống đất do bom đùng lên, ông khóc. Lần đầu tiên tôi thấy ba tôi khóc. Căn nhà này và cái nền đất được cả gia đình tôi moi đất gánh về đắp lên, rất nhiều mồ hôi giờ thành một cái ao to đầy cá thòi lòi, một loại cá hiền như thầy tu,
cũng có tên cả thầy tu. Nhìn ngôi nhà tan hoang, ba tôi nói, mày tìm cách vào Vũng Tàu con ơi, kiểu này mình cất lại cái chòi che mưa che nắng, chứ đào đâu ra tiền con. Tôi thẫn thờ bám vai ba tôi, dìu ông ngồi xuống gốc cây bần trong gốc, bài xác con còng còn bám vào đó, rồi nói, con nghỉ học luôn ba, kiếm việc phụ hồ giúp ba, không vào Vũng Tàu nữa. Không, con về trường học xong để tiến thân, ba sợ chiến tranh sẽ bùng phát, mình làm thân trai cố gắng bảo vệ miền Nam, sau này khi con học xong. Chạy xuống khu tư, mấy người cảnh sát dã chiến đang bươi một hố bom có vài cái xác Việt Cộng, mùi hôi thối nồng nặc, họ tìm súng. Tôi muốn nôn nên rút lui, đi ngang qua góc một căn nhà của thằng Quang bạn cùng lớp, nhà nó nát bấy, thấy đôi chân của ai đó lòi ra. Tôi lật tấm chiếu thì trời, thằng bạn cùng lớp nhắc với tôi bị thương. Tôi choáng váng, thằng bạn có ba làm nghề đạp xe xích lô có biển số 357. Chúng tôi trong giờ ra chơi chọc nó. Xích lô 5 cẳng 357. Tụi con nít thật dại khờ, làm nó nổi khùng đánh nhau. Nó ước ao khi lớn lên đi lính được bắt cây Đại Liên, về đặt ngay nhà bà cô dạy lớp nhì của tôi. Giờ nó nằm ngáp ngáp sắp chết. Gia đình nó đâu mất, chiếc xe xích lô nằm chỏng gọng. Tôi lật đật chạy ra ấp Phú Trinh gọi người lớn, lôi chiếc xe xích lô, tôi bắt nó bỏ lên, đùm ruột lòi ra, máu me đầy. Nó thều thào nhìn tôi nói, cứu, cứu tao bách, cho tao miếng nước. Tôi nhúng cái áo cho nó ngậm không dám cho uống nước. Tôi đạp xe, hai người khác phụ đẩy, đến bệnh viện. Nó được cứu sống may quá. Tôi quay về nhà mệt đừ vì chưa ăn gì hết. Gặm vội củ khoai mì luộc, tôi đi qua phố, ngóng tình hình, xe đò. Nhưng bến xe vắng hoe, mấy ông tài xế và lơ xe ngủ trong xe chờ thông đường. Tôi gặp người anh, bạn tôi, ông là sĩ quan dù xin theo về Sài Gòn, nhưng không được vì lính dù ra Huế. Lúc này Việt Cộng đã chiếm Huế. Anh ta biết tôi vì gặp nhiều lần tại nhà bạn tôi. Anh nói, thôi, em về trường đi, tụi anh ra Huế, gặp thằng Linh nói anh khỏe. Tôi từ giã ông anh bạn tôi, mấy lon thịt hộp ba lát ông mới cho về nhà tìm cách vào lại Vũng Tàu vì đường Sài Gòn Phan Thiết bị đắp mô. Tôi ghé nhà thương thăm thằng Quang, nó đã tỉnh, ba nó đến thăm nuôi, nắm tay tôi nó khóc. Tao không ngờ mày xuất hiện đúng lúc cứu tao hả Bách? Nước mắt tôi cũng rơi, tôi ôm nó vỗ về. Tao phải về trường, mày học ở đâu? Trường bán công ông thầy tuổi, mày nhớ không? Ông thầy cái cổ bị đơ, mỗi khi nghe ai gọi ông phải xoay hết người. Nên khi đạp xe, ai gọi là ông té xe ngay. Mày chơi ác làm ông té. À, tao nhớ rồi, lúc nhỏ phá, giả ác quá. Tôi nấn ná ở lại Phan Thiết, giúp ông già lắp cái hố bom. Tất cả anh em xúm lại bạn bè của anh tôi nhào vào, một tuần thì lắp xong. Lãnh được 10 miếng tôn và 10 bao xi măng. Anh em tôi đào kiềng, đúc gạch tóc lô xây lên, chỉ được nửa căn nhà. Lẽ ra mỗi gia đình nhận được 20 tấm tôn và 20 bao xi măng, nhưng mấy quan ăn chặn hết phân nửa, nên nhà tôi chỉ xây được phân nửa thôi. Vậy cũng phúc rồi, ba tôi cười nói. Phan Thiết hạ cơn sốt sau khi Việt Cộng rút hết khỏi vùng ngoại ô, bọn nằm vùng lộ diện, trốn theo Việt Cộng luôn. Một số bị bắt ở tù như ba thằng Đức học chung với tôi ở tiểu học. Anh Tư tôi về kêu tôi theo anh xuống Dương Đoàn 28. Em theo anh có tạo quân vận về Vũng Tàu. Nói xong, ông móc túi cho tôi 500 tiền hình con công. Lần đầu tiên và lần cuối cùng tôi được hung thần cho tiền. Chiếc tàu của quân vận ghé bến Dương Đoàn 28 tiếp tế đạn dược. Anh tôi đem tôi xuống gửi cho ông thuyền trưởng quân vận bạn của anh tôi. Để vào Vũng Tàu, nhìn logo quân vận nơi lường tàu tôi mới biết, quân vận cũng có tàu vận chuyển riêng. Thuyền trưởng mặc đồ lính thường, lon lá như lính bộ binh. Hơn hai ngày đêm mệt nhoài trên tàu vì sóng. Tôi mệt nhừ luôn, không ăn được gì dù có cơm nấu rất ngon. Tôi ăn cùng sĩ quan vận chuyển trên phòng ăn, nhìn mấy con chuột say sóng nhừ tự lôi nhoi trên sàn tàu. Chúng nhìn tôi nhìn chúng, không ai phản ứng. Tiếng ầm ầy có từng cơn sóng, tiếng kêu của vật dụng trên tàu như nhảy ra khỏi khung sắt. Tôi sợ tàu chìm, nhưng mấy ông thủy thủ tỉnh bơ, một ông hỏi tôi.
Ê, thằng thiếu sinh quân, mày thích biển không? Nếu thích đó, thì vào hải quân cho biết mùi sóng gió. Hoa biển không có đẹp đâu em ơi. Tôi nghe nhưng không trả lời nổi. Tôi như đi trên 9 tầng mây, vào phòng thủy thủ tựa vào vách, ôm cái xô nhựa ói đến mật xâm. Tội nghiệp những thủy thủ trên tàu. Tôi biết họ thích trùng dương mới chọn nghề này, chứ tôi thấy họ khổ quá. Ông thượng sĩ dám lộ mặt chiếc phong xô dầm mưa cả mấy tiếng. Ông khom tay hút thuốc che đầu lửa. Mệt quá tôi ngủ quên cho đến sáng. Tàu vào cảng Vũng Tàu. Vào cầu tàu tôi lên chào từ giã ông thuyền trưởng quân vận. Tôi lảo đảo như muốn té. Ông cười nói, hãy thôi ráng lết về trường, em say sóng đất rồi. Lết về đến trường Phạm Hồng Thái, gặp ông Trung Sĩ Long bảo tôi cười. Ông chụp một pô hình. Tôi cười không muốn nổi đành lắc đầu. Ê, hôm nay mày sao vậy? Dạ, em đi tàu từ Phan Thiết vào nên say sóng. Tôi say sóng đất vật vờ vắt ba lô về trường. Mấy đứa bạn cùng lớp chạy ra đón. Không thấy thằng Linh, chắc nó chưa về trường vì nó ở Sài Gòn. Tôi vào trường trễ nhưng không riêng gì tôi. Các lớp 10, 11, 12 cũng nhiều đàn anh vắng mặt không về kịp. Mấy thầy dạy toán không ai có mặt cả. Trường mất hẳn sinh động. Học sinh cũng có nhiều đứa không trở lại trường. Nhất là những đứa ở vùng một. Năm Mậu Thân là năm đầu tiên tôi nghe đạn pháo nổ chát chúa bên tai và mảnh đạn văng lên mái tôn rào rào như vải sỏi và dòng sông đạn lửa uốn khúc trên bầu trời cùng tiếng trống của súng sáo nòng từ hỏa long rực bầu trời. Hai bên bờ sông, Bắc quân, ém quân chờ qua sông vội, trút mất để lại những xác chết dập dềnh trên con sông. Tôi bị ám ảnh cho đến già. Và ngồi viết lại những chuyện chiến tranh chết chóc điêu linh. Tôi gặp ông Lơ Xe Đò năm nào bảnh chọe trong bộ đồ lính nhảy dù đầu năm 1971, chung một chuyến xe từ Sài Gòn về Phan Thiết. Ông nói chuyện huyên thuyên. Tao không ngờ tụi mình gặp nhau, mày sắp làm quan, tao là lính, nhưng tao ngon hơn mày là nhảy dù, còn mày chỉ là ông thuốc đỏ. Tao học xong khóa căn bản quân sự nơi Hoàng Hoa Thám, nhưng không học nhảy dù sâu nào nữa, chỉ học nhảy chuồng cu thôi. Bây giờ dùng chiến thuật diều hâu bằng trực thăng vẫn nhảy sâu xưa đồ mày. Tôi chỉ cười, mới đó mà, nhanh thiệt. Rồi mùa xuân, chết chóc Mậu Thân đi vào dĩ vãng. Tôi và ông nhảy dù có gặp nhau đôi lần uống cà phê nơi ngã tư quốc tế Phan Thiết, khi tôi về phép, lúc ông bị thương trận Quảng Trị. Anh vợ con gì chưa? Bây giờ tôi và ông đã trưởng thành. Tôi lịch sự gọi bằng anh em gì, gọi tao bằng tên, tao tên Tài. Hôm nay tôi mới được biết tên ông Quyên Thuyên kể trận đánh chiếm Cổ Thành, dù chết nhiều quá, khựng lại, nhưng ông trưởng thay thủy quân lục chiến vào. Tao bị mảnh pháo chém vào bắp đùi, trúng vào xương, chờ tái khám tại bệnh viện Đỗ Vinh. Mày biết ông này không? Tôi gật đầu nói, chỉ nghe thôi không có biết, tôi chỉ nghe Đỗ Vinh y sĩ trưởng tiểu đoàn 5 nhảy dù. Ông chết lúc đang cứu thương binh bị mảnh pháo vào đầu không nón sắt. Tại Quảng Tín, ông Tài độc thoại giữa quán cà phê vì không ai là lính nhảy dù, nên ông nổ hân lựu đạn, rồi hỏi tôi, mày cắt chỉ được không? Vết thương lành ngứa quá. Giữa cái chợ Phan Thiết nhiều phái nữ mà ông trật quần cho tôi xem vết thương dài hơn gang tay, được vá như con rít đang ửng đỏ. Tôi nói, ông có uống thuốc hàng ngày theo lệnh bác sĩ không? Nó có vẻ bị nhiễm trùng rồi đó. Ý, tao không có uống, bán hết mẹ nó rồi, 7 ngày thuốc một đống luôn, tao bán cho tụi chợ trời khu dân sinh. Thôi, về lại Đỗ Vinh họ cắt chỉ gần 7 ngày rồi, ai cho ông về nhà khi vết thương chưa cắt chỉ. Thương binh nhiều quá bác sĩ cho về điều trị tại gia, mai này dẫn tao lên quân y viện Đoàn Mạnh Hoạch trên căn để tái khám ngăn. Đâu có được, ông phải về bệnh viện Đỗ Vinh của dù mới được, tôi đâu có quyền gì nơi đây. Tao nô bệnh không uống thuốc, tao sợ động trận vì tao có con bầu ở Bình Hưng. Hôm qua tao khui cái nắp rồi, nó mê tao lắm, nó cứ mân mê tao hoài, chịu đời không có thấu luôn. Bàn tay bắn sâu dò của nó, dò hoài. Hèn gì bị thương chưa lành, đã không uống thuốc mà còn dứt tới chỉ nên khó lành, sắp đầm mũ rồi. Nghe tôi nói cả bàn cà phê cười ầu lên hù thêm. Mẹ coi chừng cưa dò lên tận háng luôn. Làm ông Lơ Xe Tài chột dạ nhìn tôi hỏi. Ê thiệt không mày thằng quân y, sao mày làm thinh vậy? Coi chừng tháo khớp lên tận háng luôn. Tôi cười cười trả lời, hù thêm cho ông Lơ Xe về lại bệnh viện cho lẹ.
Vậy mà ông sợ, sáng hôm sau thấy ông nơi cái quán cà phê Ba Mập với ba lô và con bé bán xôi bò đầu chợ Bình Hưng. Ê, bác, tao vô Sài Gòn. Nè, con bồ của tao nè, đẹp không? Tôi chỉ cười, nhìn con bé nước da mặn mà, miền biển. Hèn gì ông nhảy dù không muốn về đơn vị. Rồi thời gian nhiều biến động, tôi không gặp lại ông lơ xe lính nhảy dù, không biết còn sống hay đã chết. Cái sống của tôi thanh niên đã đi hết, quan tài về hàng tháng. Cho đến năm 1975, lại gặp lần nữa. Ông đụng trận cục một giò, bị tháo khớp chân phải đến háng. Ngồi nơi vườn hoa nhỏ nhìn chúng tôi leo lên xe bộ đội vào tù. Ông quẹt nước mắt, lúc này dường như tháng 6. Ông chợt chống nạn đứng dậy đến bên tôi, nhắc một gói thuốc lá và một ổ bánh mì. Ông nhịn ăn nhịn hút trao cho tôi. Thì tên bộ đội đánh cho một bá súng lộn nhào. Địt mẹ ngụy, thương binh ngụy lạng quạng, tao bắn bỏ thứ như mày. Đám tù không dám phản ứng vì tiếng lên đạn lệnh người. Ông lơ xe cựu lính nhảy dù, ngồi dậy rất khó khăn vì chỉ một chân. Khuôn mặt hằn lên nỗi căm thù. Tôi chợt nhớ đến bức tượng thương tiếc nơi nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Đầu chúi xuống đất khi Việt Cộng kéo sập. Khuôn mặt ấy sao giống ông lơ xe đò nhảy dù chi lạ. Sau khi ra khỏi tù tôi về, nghe tin ông nhảy dù lơ xe đò tự tử chết. Không vợ con, chỉ còn bà mẹ già ở sau chùa Bình Quang. Tôi đến nhà thắp một nén nhang, nhìn người mẹ đơn côi hiu hắt bên ngọn đèn dầu. Tôi không chịu nổi, tặng bà một đồng duy nhất mà tôi có trong túi. Tàn cuộc chiến, những thằng bạn học thời tiểu học còn sống đều trở về từng căn nhà thuở ấu thơ, sống lay lắt nơi xã hội mới đầy bánh vẽ. Trên những băng rôn treo khắp nơi đỏ chói như những màu máu, hòa bình máu và nước mắt chảy dài theo hai tiếng hòa bình. Người chiến thắng hả hê, đám 30 tháng 4 khắp nơi, chúng là những tên chỉ điểm nguy hiểm nhất trong lúc giao thời, bọn bắt quân như lũ ngáo có biết gì. Thân phận những hàng thần lơ láo ngồi đếm thời gian trôi đi. Mẹ, có một nửa giang sơn không biết giữ, không đánh mà cứ rút, rút ra biển trong tuyệt vọng. Bọn nhanh chân chạy trước không hơn gì. Mẹ chúng nó thà đánh một trận rồi tự sát. Tại sao lại chạy, chẳng có câu trả lời. Tôi gặp lại thằng Quang, đứa bạn tôi cứu năm Mậu Thân, lúc này bị bắt nghĩa vụ của Việt Cộng. Nó mặc bộ đồ rộng thùng thình màu xanh cứt ngựa, mặt xanh mét. Bách, tao tưởng mày bỏ xác ở Liên Nga tỉnh Lộ 7 rồi. Thằng Thu Ba lớp mình sĩ quan biệt động quân chết ở đó mày biết không? Tôi nhói tim, thằng bạn ngồi kế bên tôi từ lớp 5 đến lớp nhất đã ra đi. Thôi, vào quán bia quốc doanh, bạn mình làm thủ trưởng làm vầy vé. Vừa vào quán thì gặp chị Thà, học chung lớp nhất. Nó là con trai, nhưng lại cái. Nói năng ổng nghẹo, tụi tôi gọi là chị Thà. Nó rất hận và khóc rấm rứt. Lúc ra chơi, nó nhập vào đám con gái chơi đánh chắc tung hứng banh rất điệu nghệ. Nhưng đám con gái cứ địa nơi cái quần đùi của nó hoài, mà nó vô tư không biết. Nhiều lúc lòi hai trái dừa non ra ngoài, bà cô giáo đi ngang nhìn đỏ mặt, ấp úng kêu nó vào lớp nói gì đó. Lúc cả bọn đi tắm biển, thằng Đức lặn mò dế nó xong trồi lên la lớn. Ê, của nó to đùng ghê lắm, nó không lại cái. Cả bọn cười ầm lên, đám con gái thì đỏ mặt. Cuối năm tiểu học đi cắm trại, tôi chơi ác, bắt con bù xè bỏ vào trong quần nó nửa đêm. Nó là bài hải. Vì bù xè nó quậy, thật là nghịch ác độc luôn. Nhưng nó hết lại cái khi đi lính. Sau khi học khóa sĩ quan tại Đồng Đế năm 1973, ra thủy quân lục chiến, dạng dày trận mạc. Như vậy, lớp nhất tiểu học của tôi sau này có ba ông quan ngụy, gặp nhau vui như pháo Tết. Tôi và mấy thằng lính ngụy chẳng nề hà khi ngồi nhậu chung với thằng bộ đội tên Quang, vừa lai rai. Thì thêm một tên mặc đồ bộ đội xuất hiện, lại cùng lớp tên Hồng cũng con ông thợ mộc tại chợ Gò. Mẹ, Việt Cộng đâu nhiều thế? Thằng Thà lại cái nói. Thằng Hồng ngẩn người nhìn cả đám rồi nhào vào luôn. Tao làm tại bộ chỉ huy quân sự Bình Thuận tiểu khu cũ cố ngụy đó. Mẹ không có ngụy, ở đây tụi mình là bạn lúc nhỏ. Tôi nói, dẹp cái từ ngụy đi còn không tao gì à? Thằng Hồng nói. Lớp mình chỉ có vài thằng sĩ quan lúc trước, bây giờ sau năm 75 toàn Việt Cộng không hè.
Thằng sau nhiễu nước miếng ngồi đầu bàn, mày nhớ không Bách, cũng việc cộng luôn. Thằng con ông trọng tài tên Tám Tú cục tay đó, nó đang gác cổng tại quỹ ban quân quản. Ý, tao biết nó ở gần nhà tao, cháu của ca sĩ Phương Đại chứ ai. Như vậy hơn nửa lớp nhất tiểu học toàn là việc cộng, kể luôn thằng Đức Cống nằm vùng. Nhưng tuổi trẻ chúng tôi chẳng để ý đến chuyện rùi bu này, nhậu là nhậu. Không ai chăm thêm nỗi đau của phe chiến bại, những giao tình tuổi thơ vẫn như ngày nào. Thằng nào cũng muốn đi theo tôi nếu tôi vượt biên ra đi. Tôi không hứa và không tích cực lắm, đem tụi này theo mệt lắm. Từ năm 1966 đến năm 1977, tôi mới gặp lại bạn bè lúc tiểu học. Nhậu ngà ngà xong xuống cồng trà thăm vợ chồng cô Diệp dạy tụi tôi lớp nhì. Bà rất vui khi thấy mấy thằng học trò quỷ phá nhà trai đến thăm. Tôi chợt nhớ đến thằng Đức Cống đang đứng bên cạnh. Hồi xưa nó làm cái nập nà của cô và cây dùi cui của ông thầy Du dạy lớp nhất, thọc vào thọc ra làm tôi mắc cười mà không dám cười. Bà đang ngồi đây trong căn nhà lá nghèo nàn. Ông chồng là tỉnh đoàn trưởng xây dựng nông thôn lúc trước, đi câu mực theo nghề biển, tìm cách ra đi. Bây giờ bà đang ở Mỹ. Nếu có đọc bài tôi viết, chắc bà không ngờ thằng học trò nghèo bây giờ trở thành ông viết nhân viết củi. Nhiều người đọc chửi cũng có và khen cũng nhiều. Cuộc sống mới làm tôi ma lên hơn và chuyện gì cũng dám làm. Tôi gặp nhiều em lớp 11 và 12 thiếu sinh quân bị kẹt không đi được. Dân gốc Quảng Trị làm đường sắt và cầu đường thật thê thảm giống tôi. Cả bọn mưu sinh nhiều cách. Tôi hứa sẽ đem đi nếu có chuyến đi. Một thằng tên Chánh nói, em liên lạc có nhóm kháng chiến ở Phương Long, anh theo không? Em đang canh me tụi công an đường sắt giật súng. Tôi choáng váng không trả lời vì không biết tin ai. Lúc này nên im lặng. Thằng em thấy tôi im tưởng tôi hèn. Nó không thèm gặp nữa. Sau này nó đánh công an đường sắt cướp một cây AK vào rừng. Một hôm nó nhắn lời tôi tìm vài băng đạn AK. Tôi tìm được nhờ mấy thằng bạn làm bên xây dựng sửa chữa nơi các căn cứ quân sự cũ. Được vài băng đạn AK đem về giấu nơi bụi cây bần. Nó xuất hiện giữa trưa về lấy đạn, đi chiếc xe đạp mini về, đội cái nón trùm hết khuôn mặt. Nó đang bị công an truy lùng. Cho tôi địa chỉ liên lạc nơi anh Quân ở quán Cò Bá. Gặp và nghe ông đại diện kháng chiến nói chuyện tôi và Sơn sĩ quan pháo binh sư đoàn 18 lệnh người ra về. Giữa bàn cà phê mà ông bô bô cái mồm về chuyện phản động. Lúc này tụi công an chìm cộng sản rất nhiều. Ông quan một biệt động quân tên Hiếu khóa 4 Thủ Đức năm 71. Con ông Cò Bá cũng tham gia. Tôi không tham gia. Tôi đang tìm cách ra đi. Cả một quân đội trên 1 triệu lính mà bỏ chạy. Bây giờ ai viện trợ để đánh đấm? Tôi về nhà, nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Thôi đi tìm trầm vài chuyến rồi tính. Tôi không tham gia những chuyện phá hoại như phá đập, phá đường hay cầu của nhóm kháng chiến. Không muốn đi vào vết xe của Việt Cộng. Dân chết chứ ai chết. Cho dù đám em nhỏ thiếu sinh quân có chê trách, tôi cũng chấp nhận. Tụi nó nhỏ và chẳng có kinh nghiệm gì về chiến tranh. Thôi, để tụi nó tự làm. Lớp đàn anh chúng tôi thật sự đã mệt nhoài vì chinh chiến. Và mấy ông đầu não tại Sài Gòn, bây giờ đã an toàn sung sướng tại Anh và Mỹ. Thắp lên một niềm hy vọng để rồi tàn. Tôi không hứng thú lắm. Trong lúc tuyệt vọng, người ta thường thiêu dập những chuyện để tạo niềm tin cho phe chiến bại. Đa số rồi cũng lo kiếm ăn vì đói mờ mắt. Những câu chuyện anh hùng nơi trận đánh cuối cùng ở trường thiếu sinh quân lúc tất cả cán bộ và ông trung tá Doanh bỏ đi. Tôi chỉ nghe tiếng súng trước 12 giờ ngày 30 tháng 4, nơi hướng trường. Còn chuyện đánh đấm không rõ lắm. Dân chúng cũng không biết, họ không dám ra ngoài. Bọn Việt Cộng tử hình nhiều nhóm kháng chiến, như Lê Minh Sơn ở Phan Thiết và một nhóm ở Cam Ranh. Chúng bắn không xét xử gì cả, đem ra đồng trống bắn cho dân xem, luôn tiện dằn mặt dân miền Nam. Mà lại dùng bọn 30 tháng 4, người miền Nam bắn mới đau. Tôi lo cho thằng em thiếu sinh quân chánh, nhưng hỏi ông Huân nơi quán Cò Bá, thì ông nói đã di chuyển về Phương Lâm. Ông hỏi tôi muốn vào đó không? Tôi nói, dư vài chục mạng súng không có phải đi tìm, làm sao mà đánh tụi này anh? Mày hèn quá Bách, dân thiếu sinh quân như kẹt, đàn anh nó khinh. Ông Hiếu quan một biệt động quân chen vào.
Mình xây dựng từ đầu mà mày, tụi giờ cộng ngày xưa dùng súng địch để đánh địch. Ngày xưa khác, lúc đó tinh thần chống Pháp mãnh liệt họ tham gia, bây giờ dân miền Nam đó chết mẹ, lấy đâu gạo muối mà tiếp tế ông bạn. Ok, tôi theo lên đó một chuyến rồi tính. Công an và tình báo nhân dân trải đầy trên các chuyến xe đi Đà Lạt, Phương Lâm, cài người vào dày đặc. Tôi và thằng Phúc lôi hổ thấy không ổn đi luôn lên Đà Lạt, bị công an bắt đánh một trận như tử, lục hết áo quần moi luôn trong hậu môn tìm chứng cớ. Dịt mẹ, hai cái thằng sĩ quan Mỹ lò mò lên đây coi chừng tôi mạng, buôn làm loạn hả? Nhìn lại đi, coi một đạo quân đánh thuê vũ khí hùng hậu mà tụt quần chạy, tao tha cho hai đứa mày về đi. Thằng trưởng đồn công an Đà Lạt thả hai thằng tôi bầm dập ra về. Thôi, chuyện nước non tạm gác lại, tao mày tìm cách vượt biên giới qua Nguyên, mình mua giấy tờ giả bộ đội đi đường bộ, còn không thì tìm cách cướp ghe tụ Việt Cộng, chúng nó chở hàng ra đảo Phú Quý. Liên lạc với mấy ông nghĩa vụ đi ra đảo Phú Quý để cướp ghe, chúng tôi canh me trên bến sông gần đài phát thanh 2 ngày, với bộ đồ màu cứt ngựa nón cối. Giấy tờ hợp pháp là đi công tác nơi đảo Phú Quý, thì gặp thằng Tâm Lé dân Bình Hưng đang tập hợp bộ đội xuống ghe. Hắn thấy hai đứa tôi tưởng bộ đội bèn gọi, hai anh kia vào hàng lẻ lên. Chết mẹ, bây giờ mình tính sao, chừng mặt ra lẩu hết. Thằng Phúc nói, thằng Lé này nó lẹ mắt thiệt, nó la lên, có hai thằng Mỹ trà trộn. Chúng tôi vất nón cối chạy lẹ vào vườn bông lớn, hai thằng chạy hai nơi. Những người hợp tác trong chiếc ghe đi Phú Quý sủi lơ đành xếp xó, dự tính cướp ghe. Thằng Tâm Lé bộ đội không đuổi theo vì ghe sắp trời bến. Sau này tôi gặp lại nói nơi đất Úc mới chết chứ. Bế tắc tôi và Phúc ra Ninh Hòa tìm Trầm. Thần may mắn chỉ cho một lần trên đèo Khánh Dương rồi thôi. Lận đận rồi cũng vượt thoát cái thiên đàng xạo hết chỗ nói đó. Nhưng những đau thương vẫn còn mang theo đến bây giờ, không xóa nhòa được. Tác giả Phan Nhật Bắc, Melbourne, 2022. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.